hả? Ê, từ từ mà kiếm, đúng không? Có gì đâu mà suốt ngày cứ qua nhà đàn ông con trai hoài hả? Không đoan chính gì trơn cái trời. Ủa, ai mất nết không đoan chính vậy? Ừ, thì... thì con Nhật chứ ai. Ngày nào cũng qua nhà 225 phục vụ mấy đứa con trai như là ổ xin. Ồ, vậy á hả? Bởi vậy người ta nói đúng á nha, ế mất cha. Mà hả, qua đó không biết được cái gì vẫn nữa, ngồi chài có được gì không, chắc được cái bụng bầu quá. Ồ, không chừng có cái bụng bầu lại cũng hay, ép được đứa nào cưới cũng được. Mà con Nhật lẳng lơ cua trai vậy mà, nó đang âm mưu úp sọt một trong ba đứa bên nhà đó cũng không chừng. Em thấy chuyện nó có lý á nha. Mấy người thiệt là quá đáng mà dám nó xấu xuyên tạc sự thật vậy đó. Thôi chị đừng có buồn nữa, kệ họ đi. Có gì đâu buồn em ơi, cái chung cư này á toàn là thánh chém gió không mà. Họ đã từng đồn chị là có con rơi nữa mà. Hả? Ừ. Trời ơi, gì dữ gì ghê vậy. Ừ. Có gì đâu buồn, buồn chi. Buồn xấu. Xấu ai? Xấu mình. Ừ. Đúng không em? Nhưng mà chị tức. Chị tức nhất là họ dám nói chị là một người phụ nữ lẳng lơ mất nết. Em nghĩ sao? Nghĩ sao? Chị, một người phụ nữ đảm đang tài sắc vẹn toàn, chỉ là tượng đài nhan sắc của cái chung cư này mà họ dám làm vấy bẩn thanh danh của chị xây dựng 30 năm nay. À không, 29 năm thôi. Nói chung chị sẽ cho họ thấy một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn hiếm có khó tìm là như thế nào. Ô, trả cho em, chị muốn giúp em lắm. Mà từ nay chị sẽ bỏ cuộc, chị sẽ không bao giờ qua nhà anh Song nữa. Chào em. Thiệt là bực mình quả đi má. Chị Nhật.